Ngày 23 sắp tới đây á, theo cái truyền thống Việt Nam là chúng ta làm lễ cúng ông Táo, và chúng ta thường gọi là đưa ông Táo về trời. Và đây là một cái phong tục của người Việt cũng như là của người Trung Quốc, người Hoa. Tiếng Anh dịch ông Táo là Kitchen God. Và ngày xưa người ta kể một câu chuyện. Có một cái ông đó, ông tên là Trọng Cao, cưới vợ tên là Thị Nhi. Hai vợ chồng sống với nhau một thời gian mà không có con. Cho nên rồi ông này ông buồn, ông có job ông làm á. Ông buồn, ông cứ đi nhậu nhẹt hoài. Thì mỗi lần mà nhậu nhẹt về thì ông đánh vợ, ông chửi vợ. Thì cái cô vợ một thời gian chịu không nổi, thì một ngày nọ cô đi lang thang, bỏ nhà ra đi. Thì trong khi mà đi như vậy đó, thì cô định cư ở một cái nơi xa nhà, và cô quen biết một người đàn ông khác. Ông này tên là Phạm Lan, và hai người kết thành vợ chồng. Thì cái ông chồng trước đó, tức là ông Trọng Cao đó, vì hối hận cho cái việc là mình đánh vợ, chửi vợ, để cho vợ phải bỏ nhà ra đi, cho nên ông buồn, ông mới lang thang, ông đi kiếm vợ. Kiếm hoài không có ra, mà tiền thì hết, rồi cuối cùng không còn tiền thì phải đi ăn xin. Thì một ngày nọ ăn xin tới cái nhà của người vợ trước, và cô vợ bước ra nhìn thấy ông, người thì rách rưới, mặt mày thì tèm lem, nhưng mà biết đó là chồng mình, cho nên cũng mời vô rồi cho ăn uống. Thì trong khi dọn cơm ăn như vậy á, thì ông chồng Phạm Lan, ông chồng sau đi về tới. Bà sợ quá, sợ chồng hiểu lầm, mới đẩy ông chồng trước đi vô trong cái bồ lúa núp. Không dè tối hôm đó, không phải là bồ lúa mà cái bụi rơm núp, thì tối hôm đó ông chồng đốt cái đống rơm đó để dọn dẹp. Sau đó thì bà vợ thấy ông kia núp ở trong kia mà bị đốt như vậy đó, nhảy vô đó để mà cứu. Thì ông chồng đứng ở ngoài này thấy vợ mình nhảy vô đó cứu vậy, thì cũng muốn cứu vợ mình, cho nên nhảy vô cứu. Rồi cuối cùng ba người chết cháy ở trong cái đám lửa đó. Thượng Đế Ngọc Hoàng thấy tội ba người chung thủy tình cảm với nhau, cho nên cho ba người làm ba ông thần. Một ông thì làm thần đất, giữ đất đai. Một ông thì làm thần nhà, giữ nhà, giữ cửa. Còn bà vợ Thị Nhi thì làm gì biết không? Làm thần bếp, đi chợ, đi búa. Giờ bà thần đó có trong nhà mình đó. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện để người ta nói lên đó. Cái thường thường ta nói là có tích mới dịch nên tuồng, không, mình làm gì thì phải có sự tích. Nhưng mà ở đây á, cái câu chuyện nó thật hư mình không có biết, nhưng mà mình biết rằng ông bà mình ngày xưa đã bày ra cái ý nghĩa thờ ông Táo. Mặc dù á, có nghĩa mình nói là cái này là mê tín, nhưng mà thật sự đây là một cái tín ngưỡng của dân gian. Nó mang cái ý nghĩa, nếu mà mình thấy cái đó truyền thống nhiều đời, mình có thể khai triển để chúng ta học hỏi từ cái ý nghĩa thờ ông Táo. Mình không có thờ của ông sao, không có bắt buộc là phải có bàn thờ ông Táo. Và thậm chí quý vị không đưa ông Táo cũng không sao, có đưa cũng được, không đưa ông cũng về à. mà đưa cũng phải rước. Thì cái chữ đưa này là gì, ông Táo là gì? Bởi vì chúng ta quan niệm ông Táo là một vị thần ở trong nhà của mình, ông coi ngó việc nhà cửa ấm uống của mình. Đặc biệt là quý vị thấy chúng ta thường nói ăn ở, phải không? Nhà thì mình ở và mỗi ngày chúng ta ăn. Như thế thì
người Việt chúng ta đã dùng cái từ là ăn ở làm sao cho coi được. Cái câu đó nó sâu sắc lắm. Nó không có nghĩa là ở nhà cao cửa rộng, nó không có nghĩa là ăn ngon mặc đẹp, mà chúng ta ăn ngon thì chúng ta phải xử sự với nhau cho đẹp. Thì ông Táo là cái người coi sự ăn ở của mình, coi cái đạo đức của mình để ghi chép rồi tấu trình. Cho nên đâu mỗi năm chúng ta tiễn, có nghĩa là chúng ta đưa cái cũ rồi chúng ta chuẩn bị đón cái mới. Thường thường Việt Nam mình á, cả năm không lau cửa sổ, đợi Tết mới lau. Mà quý vị để ý, có nhiều khi Pháp Hòa khổ nghe lắm, quanh năm thôi mình chia việc rồi mình làm đi, không cứ đợi cuối năm làm à. Một lần nhưng mà làm từ trên xuống dưới, làm ngày này qua ngày kia. Nhưng mà nó có cái không khí mà thấy nhộn nhịp. Thì chúng ta phải quan niệm là đưa ông Táo đi rồi và mình phải cúng nha. Cúng chi biết không? Để ông lên ông nói tốt. Này giống hơi lộ. Lên ông nói tốt. Rồi trong cái mâm cúng đó, chúng ta bày chè, xôi, bánh mứt gì cũng được, nhưng mà trong đó mình có cúng con cá chép. Mà đúng luật đó là mình phải đi mua 3 con cá chép, cúng xong rồi đem ra sông thả, gọi là phóng sanh, tạo phước. Có người thì quan niệm là thả cá chép để ông Táo cởi cá chép về trển. Nhưng mà cái chữ cá ở đây là gì? Bởi vì con cá, mà đặc biệt là phải là cá chép, bởi vì con cá chép nó có khả năng, nó vượt tất cả những cái khó khăn để nó đến được cái gì? Cái vũ môn quan. Hôm nào mình sẽ nói chuyện cá chép. Trong con cá chép đó nó ngậm một hạt ngọc, để nó vượt tất cả những chướng ngại, để nó đến được cái chỗ gọi là cá hóa long. Khi nó đến được vũ môn quan là nó hóa long. Cũng như thế, trong cuộc sống hàng ngày, 3 thế hệ, cha mẹ, ông bà, cha mẹ, con cái, phải cùng nhau, mỗi người ai cũng có một hạt ngọc, tức là một cái bầu tâm huyết để vượt mọi khó khăn, để hóa những cái khó khăn thành ra những cái gì? Sự học hỏi, là đến đó là chúng ta hóa long. Ý của cái câu đó muốn nói là để chúng ta vượt cái khó khăn đến cái chỗ an vui. Quý vị thấy con cá là nó mềm mỏng, nó lướt được hết. Cho nên ở nhà chùa mới khắc cái mỏ bằng con hình con cá. Khắc hình con cá trên cái mỏ là tượng trưng cho người tu của chúng ta phải uyển chuyển mềm mại, có thể lấp lướt tất cả mọi khó khăn bằng sự tỉnh giác của mình. Vì cá ngủ không có nhắm mắt. Con cá không có nhắm mắt là tượng trưng cho chúng ta luôn luôn phải tỉnh giác, tỉnh thức để vượt tất cả mọi khó khăn và uyển chuyển. Chỉ có người nhu nhuyễn uyển chuyển mới có thể thành công được việc lớn. Cho nên cái ý nghĩa tiễn ông Táo và rước ông Táo tượng trưng cho đưa cái cũ để làm gì? Đón cái mới. Và chúng ta thường dùng cái từ tiếng Hán là tống cụ nghiêm tân. Mỗi một năm mình tiễn cái cũ đi. Thật sự ra nhà mình năm nào không chuyện này cũng chuyện kia. Bởi vì sao? Bởi vì chung thì phải trả. Chung trả đó là nó chạm với nhau, chung thì đụng, không hợp, bàn thì phải cãi, bàn cãi chung đụng, nó có cái điện, nó cái gì nó cũng có cái mặt sau của nó. Tiền thì bạc, tàu thì bè, xe thì cổ, máy thì móc. Cho nên hiểu được như vậy, cho nên chúng ta hoan hỷ thả hết. Xả ra hết cũng giống như mình lấy cái chép mình thả dưới nước vậy. Thả ra cho nó trôi theo dòng nước, để nó lướt tất cả những khó khăn, nó tới cái vũ môn quan, để nó hóa long, tức là mình chuyển hóa bản thân và gia đình.
Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được cái ngụ ý, hay là chúng ta tìm ra được những cái đạo ý trong đó, thì chúng ta có cúng cái đó mượn cái sự để hiển cái lý. Nhà Phật dùng cái tiếng gọi là mượn cái sự để hiển cái lý, mượn cái giả để nói cái chân. Cũng giống như mình nói là người Việt Nam của mình, lúc nào mà hội họp thân tộc dòng họ đến là lúc nào? Chỉ khi nào cúng dỗ. Vậy thì mượn cái ý nghĩa cúng dỗ để huynh đệ gia đình mọi người sum họp lại. Còn không có cái dỗ thì ít khi nào. Đám cưới thì lâu lâu mới có, mà thí dụ người nào đông con 20 năm cũng hết. Cưới mọi người năm gả đi cũng hết. Nhưng mà dỗ thì sao? Hoài hoài. Cho nên mượn cái dỗ để làm cái ý nghĩa để mà tụ họp gia đình. Còn cái ý nghĩa gì nữa? Hồi nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng, ông Táo là cái người coi chuyện ăn ở của mình. Vậy thì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải ăn ở như thế nào? Và cái chữ ăn ở đây không chỉ có nghĩa là mình ở và ăn thường lệ, là cái cách chúng ta hành xử và sống với nhau. Không phải chỉ người thân mà luôn cả những người xung quanh. Ông Táo ghi hết. Còn nữa, cái nhà bếp á, là cái nơi mà quy tụ gia đình. Quý vị để ý, ngay ở trong chùa, Phật tử mà lên thắp nhang lại Phật, cho dù chùa nào mà có 10 cái bàn thờ, Phật tử đó bỏ thì giờ ra lại 10 bàn, mỗi bàn 3 lại, rồi cho thắp nhang khấn vái gì cao tay lắm là chắc nửa tiếng tới 40 phút lặn vòng rồi đó nha, rồi suốt cả ngày cứ lẩn quẩn dưới bếp. Rồi ở nhà của mình, nếu hôm nào mình mà nghỉ làm mà không đi làm của mình ở dưới bếp mấy lần, rồi hôm nào mình đi làm về dù ngày thường đi làm mệt mỏi nhưng mà mình để ý của mình ở dưới bếp mấy tiếng, đi về là mình nấu ăn nè. Nấu ăn xong phải rửa dọn nè. Rửa dọn xong rồi phải làm gì để chuẩn bị thức ăn để ngày mai đi làm. Chưa hết, sáng ngủ dậy trước khi đi làm vô bếp một cái. Ngoài cái chuyện pha cà phê, pha trà còn làm gì mấy ông? Dở cái freezer coi chiều nay ăn gì, chuẩn bị bỏ xin tiếp. Như vậy thì quý vị thấy mỗi ngày chúng ta liên hệ tới cái bếp. Mà cái bếp mà còn nổi lửa, còn có nấu, có nghĩa là gia đình mình đang đầm ấm. Mà ông bà mình ngày xưa thường dùng cái từ là hãy giữ lửa trong nhà, bởi vì lửa đó là hạnh phúc. Nếu nhà mình còn nấu cơm, có nghĩa là còn người ăn cơm. Mà còn người ăn cơm mà ăn lúc nào? Ăn buổi chiều, vì buổi chiều là giờ sum họp cả gia đình. Cho nên cái buổi cơm trong gia đình rất quan trọng. Có thể chúng ta ở đây đi làm 7 ngày hay 6 ngày hay 5 ngày, cái cơ hội ăn cơm chung nó hiếm. Nhưng nếu mà chúng ta sắp xếp được ngày chủ nhật buổi chiều không ai còn đi làm đi học, làm sao có được một buổi cơm chiều với nhau ít nhất một tuần một lần. Đó là nói ít nhất. Chứ còn nếu không là tốt nữa là mỗi ngày. Tại sao? Tại vì bữa cơm đó là cái bữa cơm sum họp. Khi cái người nấu là họ nấu bằng cả cái tình cảm của người ta. Pháp Hòa ví dụ, có bao giờ mấy cô nấu ăn mà biết chồng mình không thích mà cứ nấu món đó không? Thường thường mình nấu món gì á là mình biết một trong những người thân của mình thích những cái món này mình nấu. Thí dụ như chồng mình thích rau xào này, con mình nó thích món canh kia, thì thường thường mỗi ngày mình nấu hầu như 3-4 món đó phải có món cho một người. Và nhiều khi cả gia đình cùng thích, cho nên cái món đó mình thường nấu nhất. Mà thường nấu cho nên mình sao? Điêu luyện. Như vậy thì thưa đại chúng, khi chúng ta nấu ăn là một pháp thực tập, một lúc chúng ta bày tỏ tình cảm. Cho nên nếu ai có ăn bữa cơm đó,
Nếu mà biết cái món canh đó là vợ hay người nào đó nấu cho mình, nhưng hôm nay nấu lỡ tay hơi dở, chúng ta phải ăn cái tình cảm đó, mà chỉ đừng có nếm cái thức ăn đó không, chê cái người ta mất hết trơn. Cả buổi chiều người ta mệt, giờ ta nghe xong ta mệt hơn. Cho nên mình phải thấy cái người nấu ăn là bằng cả cái tình cảm của người ta. Và đôi khi trong khi đứng nấu mà nhắc tới người đó, con trai tôi nó thích ăn món này lắm, con gái tôi nó thích ăn món này lắm. Tại sao Pháp Hòa biết? Tại vì nhiều lúc mấy bác vô chùa nấu, Pháp Hòa nghe câu đó. Thậm chí mấy bác biết Pháp Hòa thích cái món đó, mấy bác hay để dành cho cái món đó và nấu cho món đó. Tuần rồi bác cho nhiều từ làm bánh dày đậu, bác làm rất là ngon. Mà lúc nào bác mà làm á thì Pháp Hòa cũng sẽ có vài cái. Mà bác sợ mình để trước đó, mà bác sợ mình không biết, mình để thêm chữ nó phần thầy. Dễ thương lắm. Mà bác nào trong chùa cũng vậy. Bác Trúc Hiền mà biếu mà thích ăn lá tía tô, cho nên lúc nào có lá tía tô bác hay để dành cho vào vài lá. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả những cái món ăn mà nếu người thân của mình làm ra cho mình á, thì chúng ta phải nên nhận diện rằng người đó đã làm việc này bằng tất cả tình thương của người đó. Quý vị để ý đi, rồi quý vị sẽ thấy. Cho nên nấu ăn là cái giờ phút bày tỏ cái tình cảm và tình thương của mình. Vì vậy cho nên khi ăn, chúng ta đừng ăn qua loa. Có nhiều khi trong một bữa ăn, chồng vừa ngồi xuống ăn mấy miếng thì đứa con nó đứng dậy nó đi. Đứa con một nó đứng dậy nó đi, thiện lát cái đứa ba nó nhào vô nó ăn. Cho nên bữa ăn đó cứ nghè người ra người vô, giống như tu go vậy, thét in với thét ao, mà rốt cuộc không có cái cơ hội. Quý vị thấy ở Việt Nam mình á, chồng mà đi đâu á, con mà đi đâu á, là cái mâm cơm nó chờ. Có nhiều khi chờ đến nguội lạnh. Cho nên người ta hay trách với nhau á, ông đi đâu mà để tôi chờ tới cơm canh nguội lạnh. Đó là bởi vì cái mâm cơm đó là để tượng trưng cho sự chờ đợi về sum họp một nhà. Cho nên giữ lửa hạnh phúc bằng một bữa cơm trong gia đình. Rồi bây giờ ở cái xứ này á, cái chuyện đi làm ai cũng đi làm, và đi làm 8 tiếng giống nhau, mà mệt mỏi thì cũng giống nhau. Cho nên về nhà chúng ta cũng cùng sớt chia công việc. Vợ nấu, chồng lặt rau, dọn dẹp, con cái chuẩn bị một bàn ăn. Ăn xong rồi cùng nhau rửa dọn. Ngay ở trong chùa cũng vậy. Bữa ăn á, là đại chúng phải đầy đủ rồi mới bắt đầu ăn cơm. Khi ăn xong rồi á, người nào ăn rồi cũng không đứng dậy trước, phải chờ. Tại sao? Tại vì rất có thể chút xíu nữa đây sẽ có những thông báo công việc ở trong chùa. Mình đi rồi lát sao mình nghe sự thông báo đó. Cho nên ở đây mỗi lần mà Pháp Hòa muốn thông báo gì với các Phật tử mà thân tín gọi là thường lui tới trong chùa làm công quả, Pháp Hòa chờ giờ ăn. Giờ ăn mọi người đủ hết rồi, nhiều lúc ông muốn nói gì cái ngó lại cái con bác vô lấy canh. Rồi bác kia mới ngồi xuống, cái bác kia đứng dậy đi lấy rau. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa muốn thông báo gì, Pháp Hòa phải ngó trước ngó sau, chờ đủ hết mọi người rồi. Rồi nhiều khi mình thấy là bây giờ có một hai người đã rời khỏi cái bàn, cái phải dùng tới cái microphone để làm sao mọi người đều nghe được cái thông báo đó. Ở trong chùa cũng như một cái gia đình, mà gia đình tâm linh, mà gia đình này gia đình lớn. Cho nhiều lúc đó, mình trừ bữa nào quá bận việc hoặc là bệnh tật thì không có xuống cơm chiều thôi, chứ thường mấy chú đi là đi học về là Pháp Hòa thường có mặt trong bữa cơm chiều để cùng với nhau có một bữa ăn với nhau. Ở đây quý bác quý cô mỗi khi nấu ăn là luôn luôn nhớ tới à sư cô này không ăn cái này ăn cái kia, là luôn luôn chừa hết.
và nấu theo cái khẩu vị của cái vị đó. Cho nên khi mình thấy như vậy, mình biết như vậy là mình phải trân trọng, tại vì những vị đó đã đến với mình bằng tất cả tình thương. Người ta có quyền không khe, mình ăn được, ăn ấm được thôi, nhưng người ta không làm như vậy. Người ta luôn luôn quan tâm tới cái khẩu vị của mình và nấu cho mình, thì chúng ta không nên phí. Và cái bữa ăn nên ngồi lại ăn với nhau, và ăn xong rồi cùng đứng dậy, đừng có người trước kẻ sau. Các em nhỏ có ăn cơm, đừng có cho nó cầm cái iPhone theo, đừng có mang cái iPad theo. Người lớn thì hãy tắt cái TV, cất cái tờ báo. Xong bữa cơm rồi, tờ báo cũng còn đó cho mình đọc. Tại vì nhiều khi mình ăn cơm gia đình mà mình nhìn tờ báo, cho nên rồi lo đọc báo cái nuốt chữ, cho nên ăn cay không biết, lạc không hay, mặn không biết. Coi như ăn gọi là người tiếng Hán nó gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị gì hết, uống lắm. Hôm trước Pháp Hòa có thương với đại chúng là cái cách ăn của người Việt mình đó, ăn toàn diện. Ăn toàn diện là ăn sao? Mắt ăn, mũi ăn, tai ăn, miệng ăn. Pháp Hòa ví dụ nha, mình làm một cái dĩa rau hay là dĩa gỏi trưng bày cho đẹp, mắt nhìn hấp dẫn, mắt ăn. Xong rồi gắp cái miếng rau để vô miệng, rau giòn, miệng nhai, tai nghe. Miệng ăn, tai ăn, mắt ăn, ngửi mũi mùi thơm. Cái đó gọi là ăn toàn diện. Rồi bây giờ ăn dân chủ nha, dọn một bàn ra hết đó, tùy ý ai thích món gì ăn món đó, không nài ép, gọi là ăn dân chủ. Ăn gì nữa biết không? Ăn cộng đồng nha. Dọn một mâm cơm 4 người, để cái đôi đũa công cộng ở đó, ai cần thì gấp để vô chén của mình, không có lấy đôi đũa của mình chấm mút vô trong cái thức ăn chung. Ăn cộng đồng nhưng mà ăn khoa học, ăn vệ sinh. Đó, quý vị thấy mâm cơm của người Việt chưa? Một mâm cơm mà dọn ra là ăn toàn diện. Ăn toàn diện là đưa cái miếng gỏi vô, giòn giòn, biết, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Ăn một miếng kho, mặn dịu, cay cay, thơm thơm, mắt, tai, mũi, miệng, ăn một lúc. Ăn toàn diện, ăn dân chủ, ăn cộng đồng, ăn khoa học, mỗi người chén chấm. Và nếu như chỉ một chén thì phải lấy cái muỗng để vô chén của mình, chứ không có nhúng đồ đó. Ăn lẩu thì phải có một cái đồ vớt riêng và cái muỗng riêng, chứ không có ai mà đưa đôi đũa vô ăn xong chể cái đôi đũa vô gấp rau, đã vậy rồi còn gấp cho người này gấp người kia nữa. Cái đó không có hợp vệ sinh. Ăn toàn diện, ăn cộng đồng, ăn dân chủ, ăn khoa học, ăn vệ sinh. Ăn khoa học là ăn sao? Hễ món chiên là phải lót lên xà lách, tại vì chiên là nóng mà xà lách là mát, nó quân bình. Một bữa ăn mà nhiều món khô phải có món canh để nó tươi nhuận trở lại. Nấu canh là bẹ xanh thì phải để miếng gừng, tại vì âm một cái thì nó quá hàn, mà nếu hàn quá nó phát lạnh. Cho nên phải sắc miếng gừng để vô trong nồi canh, canh gì? Canh cải bẹ xanh, để cho cái nó quân bình, cái âm dương trong cái nồi canh đó, gọi là ăn khoa học. Như vậy thì quý vị thấy là cái bữa ăn nó quan trọng. Việt Nam mình thường nói bữa ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu, là ăn dở. Cho nên hồi xưa bà nhớ ở trong luật Sa Di á, dạy như thế này: một bữa ăn người ta nhìn mình ăn là người ta nhìn được cái tư cách sống của mình.
Vì trong khi ăn nó biểu lộ cái bản tính của con người. Cho nên khi ăn là phải ăn từ tốn. Và người Việt của mình ăn là phải thưa mời. Có nhiều khi mình nói sao khách sáo, nhưng mà thưa không phải. Nếu mà mình con mình còn nhỏ đó, nếu mà lỡ mà mình trước kia gia đình mình có thói quen là không có mời gì hết á, vô ăn thì thôi lỡ rồi. Cái đó là ống cụ đi. Bây giờ chuẩn bị nghinh tân nè. Con cháu mình bây giờ nó còn nhỏ đó, lập tức dạy nó liền. Mỗi bữa ăn nó chỉ cần mời chung cũng được, mời ba, mời mẹ, cả nhà dùng cơm cũng được, nếu mà không muốn mời từ trên xuống dưới. Nhưng mà phải cho nó mời. Tại vì như vậy để nó hiểu khi nó muốn ăn gì nó phải mời. Ở đây mà mỗi lần mà ăn uống là Pháp Hòa dạy mấy chú có mời chưa. Nhiều khi ăn sáng đi học nhưng mà có quý bác ngồi xung quanh, con mời quý bác ăn sáng. Tức là mình ăn mà mình phải ngó người xung quanh. Ông bà mình thường nói ăn coi nồi ngồi coi hướng. Mà thường thường hồi xưa ăn cơm là ngồi có thứ lớp đó. Mẹ với em gái thường ngồi gần nồi cơm. Để chi? Để bới cơm. Ở trong chùa á, người nào lớn ngồi trên, người nào nhỏ ngồi dưới. Dù lớn tuổi đời nhưng mà đi tu sau tu muộn cũng ngồi sau cái người trẻ tu trước. Bởi vì vô đạo rồi là tính tuổi đạo chứ không tính tuổi đời. Ai tu trước ngồi trước. Ngay cả ra tụng kinh cũng vậy. Quý vị nhìn cái thứ lót ngồi là quý vị hiểu ai trên ai dưới, ai lớn ai nhỏ. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là trong cái gia đình của chúng ta, cái bếp đó, nó ấm cúng. Con cái mà đi đâu về nhà mà nó thấy có mẹ ở nhà thôi là nó happy rồi, nó vui rồi, nó biết là nó không đói. Lỡ không có gì ăn mà chỉ cần nó nói mẹ con đói bụng là lập tức bà táo có mặt. Mà khi mình nấu cho con ăn đừng có chửi, đừng có cằn nhằn. Tại vì nếu mà cứ như vậy hoài đó, nó sợ nó không dám nói nữa thì nó đi ra ngoài nó ăn. Mà nó ra ngoài nó ăn thì bắt đầu mình chửi, mình nói phí của ăn hao tiền, mày biết ra ngoài bột ngọt nhiều lắm không? Mà nói nhà nó ăn không chịu nấu là sao? Phải không? Cho nên á, cái bếp mà còn nấu nướng trong gia đình thì mình biết gia đình đó còn đầm ấm. Và ông bà mình thường dùng cái từ là đừng để bếp nguội lạnh. Ăn to go là lâu lâu bận việc mới mua thức ăn về ăn, chứ còn thông thường là nấu nướng. Và nếu như mà quý vị nhìn cái sinh hoạt buổi chiều của gia đình đó, và quý vị để ý, người ta làm thơ viết nhạc, người ta nói lên những cái cảnh đầm ấm của gia đình, người ta nói sao? Khói lam chiều. Nhìn cái nhà nào mà có khói lên từ cái mái nhà đó, cái dàn bếp đó là biết gia đình đó đang sum họp. Quý vị đọc thơ văn, quý vị nghe nhạc, nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó là điều nói lên xa xa kia có một mái nhà tranh, bếp lửa hồng đang lên và khói lam chiều đang lên gì đó, để nói lên cái đầm ấm của cái gia đình đó. Cho nên một nhà sum họp sớm trưa, gió chăng mát mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sáng. Những câu đó ở trong truyện Kiều và cụ Nguyễn Du đã diễn tả. Chúng ta có thể lấy những câu đó để hình dung được cái hình ảnh đầm ấm của một gia đình. Đặc biệt là bây giờ con cái lớn hết rồi, ra riêng hết rồi, còn hai bà già ở nhà thì nhớ tìm cách là ăn cơm chung. Có nhiều khi phải chờ từ sáng tới chiều. Bây giờ ông đi đâu mà tôi chờ cơm, phán cho ông câu, chờ làm gì? Trời ơi thiệt. Hồi nãy chờ mâm cơm nó lạnh mà nghe câu đó nó còn thêm chữ ngắt, nó lạnh ngắt. Phải chi mình nói tôi xin lỗi tôi về trễ, phải không?
thì đâu có chuyện gì. Hay là nó thôi lần sau tôi mà thấy tôi về trễ bạn trước, hay là bà ăn lót dạ gì chút, nói sao mà nghe cho nó hâm hâm lẫn chút, đã không có cái microwave không rồi mà còn nói không nữa. Ăn lạnh ngắt, cái đó kêu ăn lạnh bụng. Ăn vô lạnh bụng. Rồi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái truyền thống của người Việt chúng ta cúng ông Táo. Và từ cái ý nghĩa đó chúng ta tìm ra được một vài cái điểm gì để nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng tiễn cũ để đón mới. Cái gì nó hư, nó dở, nó cũ của năm nay, chúng ta chuẩn bị tiễn đi, và chúng ta chuẩn bị đón cái mới về. Đó là chúng ta biết sửa cái tật cũ, chỉnh lại cái gì cho nó mới. Ngộ lắm nha. Tóc làm mới nha, quần áo mới nha. Mà gặp nhau hỏi có gì mới không? Gặp nhau hỏi có gì lạ không? Vậy mà người mình cứ cũ xì. Cái tật của mình cũ xì là chưa được. Năm mới mặc đồ mới, ngày mới, cái gì cũng muốn mới, xài đồ muốn mới, muốn xịn không mà. Người mình, tật của mình không mới, không xịn, không được. Nó không quân bình. Rồi thứ hai là gì? Ông Táo đi về trên kia phúc trình cái cách ăn ở của mình. Thế thì chúng ta ở như thế nào, ăn như thế nào, có nghĩa là chúng ta nói năng hành động như thế nào, xử sự với như thế nào, để rồi chúng ta nhìn lại một năm đó. Kế đến là chúng ta thấy cái bếp là một cái gì gần gũi trong gia đình. Quý bác tới chùa, mặc dù nó đi chùa tụng kinh tu hành vậy chứ, ở trong bếp mà có chuyện lại bác vẫn vui hơn à. Có rau để lặt, có việc để làm mấy bác vẫn vui hơn. Không, thành tựu ra cái bếp mà nó yên thấm, trên thuận dưới hòa, thì cái chùa đó nó thịnh. Bởi vì cái đó nó đóng góp một phần cho cái hưng thịnh của ngôi chùa. Dĩ nhiên là nhờ quý thầy thuyết kinh giảng pháp tu tập, nhưng mà sự ăn uống của đại chúng nó cũng không kém phần quan trọng. Đại chúng đề huề vui vẻ từ làm việc cho đến khi chúng ta dùng cơm với nhau, trên dưới một lòng, thì làm sao mà chúng ta không vượt được. Như con cá chép nó vượt khỏi những cái khó khăn để đến cái vũ môn quan, để nó hóa ra làm con rồng đặc biệt. Còn không thì nó cũng là con cá thôi. Cho nên buổi cơm gia đình là cơ hội sum họp nè. Buổi cơm gia đình là để bày tỏ sự quan tâm của nhau. Cuối cùng, trước khi ăn, chúng ta thực hiện cái tâm của người con Phật. Chúng ta chắp tay, chúng ta cầu nguyện cho những người trên thế gian này cũng có cái ăn giống chúng ta. Nếu quý vị nào thuộc năm quán, năm phép quán, thì đọc năm cái quán đó. Thứ nhất, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Thứ hai, xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Thứ ba, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm xấu, nhất là tâm tham sân si và tật ăn uống không chừng mực. Thứ tư, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Thứ năm, vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng gia đình, nếu mà đã gia đình, còn nếu mà đã trong chùa thì xây dựng tăng thân để hộ đạo giúp đời, nên con thọ nhận thức ăn này. Đọc năm cái quán đó. Còn nếu muốn gọn hơn, đọc bốn câu: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ăn xong rồi chắp tay cảm ơn tất cả cho con no ấm. Đạo Chúa người ta làm dấu đọc kinh trước khi ăn. Người Phật tử chúng ta cũng đọc lời cầu nguyện trước khi ăn. Mà cầu nguyện là gì? Là gửi cái tình thương và sự mong ước
tốt đẹp đến cho mọi loài, mọi người. Và bên cạnh đó chúng ta nhớ ơn, thấy không? Không ai trồng cà rốt làm gì các cà rốt cho mình ăn. Không ai trồng rau, không ai làm đậu đành làm gì có đậu hũ cho mình ăn. Cho nên nhìn vô một bữa ăn chúng ta thấy toàn là ân nghĩa trong đó. Rồi bây giờ có tất cả mà không ai nấu thì làm gì có ăn. Thấy như vậy thì cái tật khen chê chúng ta bắt đầu giảm, và chúng ta bắt đầu biết thưởng thức món ăn bằng cả cái tình thương của mình nhiều hơn là chúng ta khen chê. Quý vị nhìn tất cả văn hóa, không có văn hóa nào mà thiếu bữa ăn hết. Christmas, lễ Giáng sinh, người ta cũng tụ họp về gia đình để người ta ăn cơm chung với nhau. Ngày lễ Family Day của Canada, ngày lễ Thanksgiving Day, tất cả những ngày đó đều là những quy tụ bằng những bữa cơm họp mặt hết. Và trước khi dứt lời, qua cái ý nghĩa cúng ông Táo, và chúng ta nhìn được những cái điểm đẹp, học được những cái nét đẹp trong cái ngày lễ này. Và Pháp Hòa chú trọng đến cái bữa cơm gia đình, cái sự họp mặt của gia đình. Và đây là bài thơ Pháp Hòa làm khi cảm nhận một bữa ăn cơm với gia đình. Bữa cơm hạnh phúc gia đình, có cha, có mẹ, có mình cùng ăn. Khi ăn chẳng có lăng xăng, mời thưa trên dưới, nói năng ôn hòa. Giờ cơm sum họp cả nhà, dù cơm đậm bạc mặn mà có nhau. Cảm tình bày tỏ trước sau, vợ nấu, chồng dọn, con lau bát thìa. Lòng từ xin nguyện sớm chia, tức là mình cầu nguyện đó, cho muôn loài cũng phân chia phước này. Cơm ngon tình nghĩa đủ đầy, nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ thầy mà nên. Ơn này con nguyện chẳng quên, sống đời thật đẹp dưới trên đáp đền. Xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt sáng nay. Và sau khi chúng ta xả chân, tất cả chúng ta cùng hướng lên và khoan khoan, chỉ nói thôi. Diễn tuồng phải có trống chuông bắt đầu mới diễn được. Chút xíu đại chúng đứng lên và chúng ta cùng hướng về bàn thờ tổ tiên. Và đặc biệt những vị nào có cúng người thân hôm nay thì hãy cử một người đại diện quỳ phía trước. Và cái bàn thờ chính giữa thì quý bác nào còn khỏe quỳ ở giữa để thắp hương khấn tổ tiên. Và tất cả chúng ta còn lại hãy hướng về bàn thờ tổ tiên bằng tất cả tâm thành của mình. Trong tâm của mình hãy khởi lên mời thỉnh liệt vị tổ tiên nội ngoại của mình, để chúng ta mời chư vị về chùa nghe kinh và thọ hưởng tất cả những lễ phẩm mà do lòng chí thành của chúng ta dâng lên hôm nay. Và tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ có một ngày tu học để cầu nguyện sám hối cho mình và người thân cuối năm. Cho nên thưa đại chúng này, khi mình lễ Phật này, chắp tay ngày đây, đây là một đóa sen tự tâm của mình. Bây giờ mình muốn cầu cái quả vô thượng, cho nên khi mình lễ Phật mình đưa tay lên trán, có phải không? Xong rồi bắt đầu mình mới hạ xuống. Muốn đi tới chỗ vô thượng, mình hãy hạ tất cả con người mình xuống, rồi mình mở lòng ra thì mình sẽ thành được vô thượng. Cho nên đó, khi mình chấp vậy nè, lễ Phật đưa lên nè, khi mà đưa lên tới trán rồi, xuống tới đây là hai tay mình như thế này, phải không? Để mình chạm mặt đất rồi, buông xả tất cả rồi, lúc đó mình trải lòng mình ra. Cho nên khi xuống tới đất rồi, tay mình mở ra, mà mình mở một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không cần phải cũng giống như mà mình bắt cái ấn mình cúng dường vậy đó, bắt ấn cúng dường rồi mỗi bữa ăn trưa mà trong cái nghi thức vậy đó, bắt cái ấn rồi để tay lên đây,
xong tay bên này mình bắt cái ấn này, cúng xong rồi tự ở trên cái trán này mình xả cái ấn ra, rồi mình bưng chén cơm mình để xuống rồi cái ấn này xả. Có nhiều vị là tiêm dòng về bắt đầu để cái chén cơm xuống cái tay vậy. Mà lỡ hôm nào mình ngồi mình cúng gặp cái bà không ưa mình đó nha, là coi như là có ấn rồi đó. Mà ấn này không phải ấn Phật mà bà tôi ấn tượng bà lắm. Cho nên đó, thưa đại chúng, là nó ngộ cái khi mình không biết gì hầu như mình thoải mái hơn khi mình biết quá nhiều. Vì khi biết mà mình không tiêu thụ được, ăn rất nhiều nhưng mà nó không có tiêu hóa. Thì cái người học đạo cũng vậy, học rất nhiều nhưng mà mình không có tiêu hóa được cái gì mình học. Phải biết câu hỏi này phải chú hỏi cho chú phần thôi, nhưng mà đạo hữu cũng muốn đem ra để cho tất cả chúng ta cùng nhắc nhở mình, để mình tự mình thấy là tại sao mình tu mà người thân mình không có chuyển tu cho mình. Phải là ví dụ như mình muốn khuyên ai tu á, đừng gặp người ta, đi chùa đi, ăn chơi tội chết à. Đừng có nói như vậy, người ta sẽ không tu đâu. Rồi đồng ý mình gặp người ta cái anh đi nè, bài bạc dữ lắm mà không chịu tu, độ chết á, không chịu trai lạc gì chứ. Mình không bao giờ mình độ người ta được bằng những cái cách đó. Nếu mình hiểu người đó rồi đừng nói nữa, mình cứ nhẹ nhàng mình tu thôi. Tự người ta, những người đó không phải ta không nghe đâu, người ta đang đi để ý và người ta đang tìm nghe. Mà mỗi khi người ta nghe thấm rồi đó, mình khỏi biểu, họ sẽ tu. Mà một khi họ chịu tu rồi đó, họ hơn mình. Tại vì họ đã thấm rồi, mà cái thấm của họ là thấm một cách thật, đi tìm chứ không phải những kiểu của mình. Cho nên nó hay lắm. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Có nhiều khi người ta có rất nhiều cái đạo lý nhưng người ta không phô trương, nhưng mà cách sống người ta rất hay. Cho nên nhiều khi mà nếu như ai đang mắc phải cái bệnh chỉ thấy lỗi của người mà không thấy lỗi của mình, thì phải thường tập ngồi tĩnh. Tập ngồi tĩnh để chi? Để mỗi ngày mình tự mình quán chiếu lại. Tu là mình tự mình chỉnh đốn. Cho nên Lục Tổ có người ta hỏi Ngài, khi Ngài ngồi thiền Ngài thấy cái gì? Ngài mới nói tôi thấy mà cũng không thấy. Tôi không thấy là không thấy lỗi của người, mà tôi thấy là thấy lỗi của mình. Mỗi ngày mình đọc kinh đó cũng không ngoài mục đích để soi mình. Ví dụ như mình đọc kinh sám hối, trong đó rất nhiều những cái câu tự nói, tự mình nói mà nhiều khi mình không dám nói, các vị nói giùm mình. Ví dụ như cái câu là đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không bọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay. Nhiều khi mình biết đó mà không dám nói, chứ tổ viết ra mình đọc để mình tự lấy cái lời đó cảnh tỉnh cho mình. Cho nên cảm ơn cái câu hỏi, câu hỏi rất thật. Và cái câu này là cho tất cả chúng ta. Nói như vậy á, bây giờ khi mình thấy ai làm sai mình làm sao? Nó có hai cách. Một là mình phải lựa cái lời khéo léo tế nhị để mình góp ý với người đó. Còn nếu như mình quán, mình thấy rằng cái người này
rất là khó để mình góp ý. Thì thôi mình tự mình sinh hoạt, mình làm việc, từ từ cái vị đó thấy, các vị đó sửa. Nếu mình muốn sửa ai thì mình phải nên dùng cái lời ái ngữ để mình nói. Có nhiều vị, thí dụ đặc biệt là các em nhỏ khi nó đến chùa, nó gặp quý thầy, quý sư cô, đôi khi nó không biết chắp tay, mà nó hello, nó chào theo cái kiểu Mỹ, phải quẩy tay, kệ nó. Nó còn biết ông thầy nó hello là mừng rồi. Đừng có chắp tay, tổ chức, tổ chức. Mấy đứa đó là sao mình độ nó được, nó biết tới đâu nó đâu có ý nghĩ xấu đâu. Mà có tội, nó không, nó theo cái lịch sự bình thường gặp nhau là hello, mày bắt ta. Nó không khởi từ cái tâm xấu nó, là nó cố ý nó làm vậy vì nó khinh thường thầy, ví dụ vậy. Mà cho dù nó có khinh thường cũng có gì tội hết, tại vì nó chưa cảm nhận được cái gì thì nó không không tiếp xúc thôi, phải không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng, đặc biệt là những em nhỏ sau này nó sống ở một cái môi trường khác dữ lắm. Nó không phải là đất nước Việt Nam, nó sống trong một cái vòng đạo đức, văn hóa, truyền thống, gặp người lớn là khoanh tay vái chào vân vân. Thì ăn thua mình làm sao sắp xếp nhẹ nhàng để cho các em nó học được. Cho hồi nãy đó quý vị cũng có nói là có mấy em nhỏ cái ý gì đó, Pháp Hòa cũng nói nên để cho các em tự nguyện hơn là mình ép. Và mình có quyền chia sẻ rồi các em tự ý phát tâm, chứ mình đừng có bắt buộc nó phải làm. Và khi nó còn nhỏ mình không hướng dẫn thì mai mốt nó lớn mình rất khó biểu. Có nhiều người hồi nhỏ nó kể nít để nó tự ý, khi nó hư rồi dẫn lên nhờ thầy biểu nó làm, nó lại không làm được, không mà từ chối không làm được. Vì làm sao làm quen với nó, không để cho nó cảm nhận được cái tình cảm rồi mới có thể làm được. Cho nên thưa đại chúng, cái câu này nói nhiều đây không đủ đâu, nó là một cái đề tài lớn. Mình có thể ngồi mình nói giờ này qua giờ khác, chứ còn bao nhiêu đây có bài chia sẻ cũng góc nào của sự chuyển hóa tu hành rất là khiêm cung lễ độ, cũng là một phương pháp giúp cho mình. Cho nên tại sao trong Phật giáo gặp nhau là mình chắp tay mình chào, bởi vì mình kính trọng người đó là Phật, rồi người đó cũng kính trọng mình trở lại bằng cách xá chào. Thưa Thầy, Phật tử tại gia làm thế nào giữ được tốt thân ngữ ý không lỗi và làm sao tịnh niệm được thanh tịnh? Toàn những đề tài lớn không? Con người mình á, tạo tội, nói cho rõ là tạo tội, còn nói nghe cho đơn giản là tạo nghiệp. Mình tạo nghiệp, chữ tạo nghiệp này không có nghĩa là xấu không nghe. Tạo nghiệp tốt cũng từ thân khẩu ý. Tạo nghiệp xấu cũng từ thân khẩu ý. Hằng ngày mình nói, mình suy nghĩ, mình hành động. Nếu mà mình suy nghĩ, hành động mà nói theo Phật Pháp thì mình cũng đang tạo nghiệp đó. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt. Cho nên quý vị nghe cái chữ tạo nghiệp đừng có dị ứng. Nó tôi mắc gì tạo nghiệp. Ví dụ như mình gặp cái người đó tụng kinh cả ngày, chị đó đang tạo nghiệp. Cái mình nghe mình sửng sốt, mình nói trời sao ta tụng kinh mà biểu ta tạo nghiệp, không hiểu ý rồi. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp tốt. Còn ví dụ như người đó tối ngày ăn no rồi nói xấu người này, chỉ trích người kia, đó tạo nghiệp đó. Nhưng mà tạo nghiệp gì? Biểu xấu. Ba nghiệp thân khẩu ý rất quan trọng, bởi vì tất cả thiện phước cũng từ ba nghiệp này, tất cả lỗi lầm khổ đau cũng từ ba nghiệp này. Cho quý vị thấy ở trong miền Nam đó, khi mà vô chuông mỏ đó là ba tiếng mỏ đầu, bon bon bon, cốc cốc cốc, ba tiếng mỏ là tượng trưng cho thân khẩu ý. Do thân khẩu ý tạo tham sân si, đọa ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ tỉnh giác rồi, chuyển tam độc thành tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng,
tu giới, tu định, tu tuệ để thành tựu đạo quả. Ba tiếng mõ, đó là nghi thức khai chuông mõ trong miền Nam. Bên này ba tiếng chuông, bên này ba tiếng mõ. Rồi bon cóc, tu giới, tu định, tu tuệ. Rồi cóc, chuyển sanh già bệnh chết, tứ khổ thành ra tứ trí. Cộng 10 cộng lại từ 3, rồi 3, rồi 4 là thành 10 tiếng, tượng trưng cho thập nghiệp. Chuyển thập ác thành thập thiện, đó là 10 tiếng mõ trong cái nghi thức khai chuông mõ của miền Nam. Phật giáo có ba cái nghi lễ, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì riêng ở miền Nam thì cái đó là cái nghi thức khai chuông mõ. Cộng chung 10 tiếng mõ tượng trưng cho thập thiện nghiệp. Còn nếu mình không biết thập thiện nghiệp thì mình chuyển cái đó thành ra thập ác. Người tu chuyển thập ác thành ra thiện. Cho nên chư tổ xác định với mình: dục hữu dục thú nhất thừa, bất ố lục trần, lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác. Nếu muốn hướng mình đến cái chỗ cao tột của Bồ Đề, đừng có ghét sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đừng có ghét mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Tại vì chính mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý này, nếu mình biết dụng nó mà tu thì nó sẽ hướng mình tới cái chỗ cao thượng Bồ Đề. Bởi vì thay vì mình thấy, mình lấy con mắt để mình nhìn, để mình luận đoán tốt xấu, thì bây giờ mình lấy con mắt mình nhìn Phật, mình nhìn cái thiện của người để mình học. Vậy con mắt thì nó có ác, quan trọng là mình có ý thức để dụng con mắt này như thế nào để mình tạo phước. Cái lỗ tai này, nếu không biết dụng nó thì lỗ tai này tạo nghiệp nè, tạo nghiệp xấu nè. Tối ngày nghe chuyện tốt, chuyện dở, chuyện thị phi của người khác. Lấy cái tai này bây giờ không nghe cái đó nữa mà nghe Phật pháp. Cái miệng này tối ngày cứ nói chuyện người này kia, bây giờ nói kinh, nói pháp. Vậy thì thân khẩu ý vốn nó đâu có tội lỗi gì đâu. Ăn thua là mình có tuệ giác để mình dụng nó tạo phước hay tạo tội. Quý vị hiểu ý ha. Vì vậy cho nên á, cái thân, cái khẩu, cái ý của mình chính là ba cái chỗ tạo phước của mình. Mình có phước lắm mình mới có được thân, có được miệng và có được sự suy nghĩ. Có những người, người ta sanh ra đời này, ta có miệng để nói nhưng mà cái bộ óc thông minh ta không có, cho nên ta bệnh tâm thần. Rồi chính cái tâm thần ta bệnh thì ta không nói được lời lành, ta nói không có được cái gì hết. Hoặc là có nhiều người tỉnh hết nhưng mà từ bẩm sinh người ta sanh ra ta không nói chuyện được. Hoặc là từ bẩm sinh người ta sanh ra người ta không nghe được, vân vân. Mình bây giờ có phước, có miệng, có thân, có sự suy nghĩ, thì hãy nên chuyển cái đó thành cái sự tốt lành để mình thanh tịnh hóa. Còn cái chữ mà làm sao mình tịnh niệm, mình muốn thanh tịnh thì không buông bỏ mỗi ngày tịnh niệm. Có nhiều vị nói thôi tôi niệm Phật mà sao tâm nó tạp quá, nó loạn quá. Đó, khi biết mình loạn là tốt rồi đó. Trước kia loạn mà không hay, bây giờ loạn mà mình biết mình loạn, rồi mình cố gắng mình mỗi ngày biết tâm mình loạn, phải tu nhiều nữa. Giữ hoài thời khóa nó không bỏ. Cũng giống như cái cây sắt mà mài riết nó cũng thành kim, phải không? Mài riết nó cũng thành kim. Hai cái miếng gỗ mà chạm với nhau không được dừng, liên tục, một lát miếng gỗ đó sẽ phát lửa. Thì Đức Phật ví dụ sự tinh tấn cũng vậy. Chỉ cần mình chà mà một giây nào mình dừng thì mất hết cái cơ hội phát lửa. Liên tục chà thì Phật nói tinh tấn cũng như thế. Tinh tấn là siêng năng, sự siêng năng cũng như vậy. Con là một Phật tử tại gia đã thọ ngũ giới trong một đại giới đàn. Con có duyên được dự lễ thọ Bồ Tát giới tại gia. Trong khi nghe giới, sư cô có nhắc nhở chúng con không được nghe giới nếu chưa thọ giới, vì sau này không đắc được giới thể.
Có phải chăng đó là một trong những lý do nhiều Phật tử sau khi thọ giới bị thối thất? Nếu chúng con không được tư duy về giới Bồ Tát thì làm sao chúng con có một quyết định chân chánh về việc thọ giới? Con xin Thầy giảng cho chúng con. Thưa đại chúng, nói như vậy chưa có rõ cái vị mà cản trở đó, chưa có nắm được cái ý. Tỳ kheo giới là riêng việc của tỳ kheo thì mình không được nghe. Đặc biệt Bồ Tát giới không có cấm. Thường thường á, các cái giới khác là thọ rồi mới học, nhưng mà riêng giới Bồ Tát là phải học rồi mới thọ. Tại sao? Bởi vì giới Bồ Tát chúng ta gọi là thông giới. Thông giới nghĩa là nó ăn thông cả cư sĩ lẫn xuất gia, và nó không phân biệt nam nữ, già trẻ, đuôi điếc, câm ngọng. Bất cứ người nào, ai phát tâm thọ giới đều được thọ giới này để tu. Và trước khi thọ giới cần phải học giới trước khi thọ. Cho nên quý vị nào muốn phát tâm thọ Bồ Tát Đại Gia giới đó, quý vị đừng có thọ theo phong trào. Thấy người ta thọ mình cũng thọ theo, thấy người ta đắp y để được lên Bồ Tát cái mình cũng kiếm cái tấm gì tấm y đó mà mình cũng thọ, mà mình hoàn toàn không biết cái gì hết. Phải học để biết trong giới đó giảng dạy cái gì, rồi chúng ta mới phát tâm được. Cho nên vị Phật tử hỏi này là đúng. Mình không hiểu sao thế nào, đặc biệt giới Bồ Tát không có cấm, mình phải học rồi mình mới biết những cái giới. Bởi vì Bồ Tát là người phát tâm hành động cụ thể để phát triển lòng từ của mình. Thứ nhất phải phát tâm Bồ Đề, thứ hai phải có lòng từ bi. Tâm Bồ Đề không phát thì lòng từ bi không có, làm sao thọ giới? Và thấy tàu mùng ghi tên hỏi gì vậy, gì vậy? Họ Bồ Tát, Bồ Tát là sao? Để có cái y này nè, cái là ngồi ghi tên để rồi để được đắp cái y với người ta mà thiệt sự biết vậy, nó uổng đi. Cho nên quý vị không có gấp gì đó. Dù quý vị không thọ giới mà quý vị học giới, quý vị hành giới, bao nhiêu quý vị cũng là Bồ Tát. Tại vì sao? Có những Bồ Tát ẩn danh, có những Bồ Tát nghĩa là đang thực tập. Nhưng mà khi mình đã biết hiểu rồi, mình thọ một cách rõ ràng. Cho nên quý vị có cơ hội học Bồ Tát giới tại gia đó, quý vị cứ học, học cho rõ rồi quý vị phát tâm. Thì Di Đà Phật, Thầy con xin hỏi Thầy về giới Bồ Tát. Thì có một số Thầy nói là thọ Bồ Tát giới thì kiếp sau nên là người tiếp. Tại gia buồn đùa ở những việc mà ngồi casino con thấy chính mắt thấy, ngồi từ sáng đến tối cũng đi thọ giới Bồ Tát, là kiếp sau ấy, nên làm Bồ Tát chứ không phải làm chúng sinh. Tại nhà Thầy giảng thì con xin Thầy cho đại chúng biết. Thầy Bồ Tát Âu Châu này nhiều lắm Thầy. Thì bác nói là Bồ Tát mà con thấy ngồi casino từ sáng tới tối cũng là Bồ Tát đó. Bồ Tát giúp cho chỗ kia nó thêm money. Thưa đại chúng, như nãy Pháp Hòa có thưa đó, thôi thì cái việc gì thì của tự mỗi người mỗi biết. Riêng quý thầy thì phải có bổn phận. Dĩ nhiên á, người ta là những vị có thiện tâm khuyến khích mình thọ giới Bồ Tát để mình tu. Nhưng tự bản thân mình phải hiểu cái đó là cái gì và chúng ta cần tu tập như thế nào, chứ đừng có đi thọ theo cái kiểu phong trào. Thấy rần rần người ta làm rồi mình cũng làm theo thì nó mất đi cái hay của cái sự thọ giới đó.
Xin Thầy dạy cho con được rõ giới thứ 8 trong Bát Quan Trai giới là không ăn phi thời. Con thì có bệnh đường thấp, áp huyết, thấp bao tử, dư chất chua. Đó là ba bệnh đó. Làm con không an như vậy, con phải thực hành như thế nào để không phạm giới thứ 8? Con rất muốn được thọ giới Bát Quan Trai thường xuyên. Thưa đại chúng, cái giới phi thời đó, ở trong 8 giới mà Bát Quan Trai đó, thì thường thường á, Bát Quan Trai quý vị chỉ thọ có 24 tiếng thôi, rồi sau đó mình xả giới. Và trong 8 cái giới này mình giữ một ngày một đêm á, thì cái giới cuối cùng gọi là không ăn phi thời, nghĩa là không ăn sau 12 giờ, tức là một ngày một bữa trưa thôi. Tuy nhiên cái giới này nó có mở nè, trừ trường hợp có bệnh, vậy là dính mình nè, dính cái vị Phật tử này. Cho nên nếu như vị Phật tử này có bệnh cần phải ăn, thì khi thọ giới này mình nói rõ luôn, giới thứ 8 là không ăn phi thời, ngoại trừ trường hợp có bệnh. Vì khi mình có bệnh là mình ăn để trị bệnh, giữ cái sức khỏe của mình để tu, chứ không vì tham đắm mà mình ăn. Hai cái nó khác. Cho nên vị nào không có bệnh thì giữ giới. Nhưng mà có trường hợp, có nhiều nơi bây giờ cho thọ Bát Quan Trai giới nhưng mà vẫn cho ăn cử chiều bình thường. Vì sao? Bởi vì đa số là những người còn đi làm và sức khỏe kém, cho nên cho ăn nhẹ buổi chiều để giữ cái sức khỏe và cái năng lực tu trọn một ngày, không có tội. Bởi vì đây là trường hợp đại chúng đồng giữ cái giới đó. Ví dụ bây giờ quy định ăn hai buổi, ngoài bữa ăn đó mình đi xuống bếp, mình thấy người ta chiên chả giòn ngon quá, cái mình bẻ nữa muốn mình thử theo cái thói quen, thì không nên, nếu mình không có nhu cầu. Trừ trường hợp những việc có bệnh, ngoài hai bữa chánh còn có hai bữa phụ, ăn miếng bánh, miếng kẹo gì để mình uống thuốc, không sao. Và trường hợp này không có sao hết. Quý vị có thọ nhưng mà quý vị hiểu được cái ý nghĩa. Sẵn đây Pháp Hòa nói luôn, hôm trước cũng có nói ở cách đây mấy năm có nói một lần, khi mà chúng ta thọ giới và chúng ta giữ giới, nó có 4 trường hợp. Một là khai, hai là giác, ba là trì, 4 là phạm. Đây là 4 nguyên tắc giữ giới nè. Khai là mở, không? Giá là ngăn, trì là giữ, còn không thì sẽ phạm. Ví dụ như trường hợp vị Phật tử này bệnh, thì cái giới thứ 8 phải khai, tức là giới theo đúng là không ăn chịu. Nhưng bây giờ bệnh mà khai, khai là mở, phải không? Bây giờ sau khi mà mình ăn xong rồi, uống thuốc rồi, khỏe rồi, không có nhu cầu nữa thì không nên ăn. Nếu mà mình phải giá, tức là ngăn lại, ăn xong rồi uống miếng thuốc, cái ta lại ta nói nè, ăn thêm không? Nói thôi tôi ăn miếng cho đủ, uống thuốc được rồi, à hồi nãy ăn miếng, thôi ăn miếng nữa cũng không sao. Thì khai là mở, giá là ngăn, và bây giờ phải trì giới, tức là từ chối không ăn. Còn nếu lợi dụng đâu có sao, tôi bệnh mà. Đây là tạo 4 nguyên tắc giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Cho nên học Phật rồi quý vị sẽ thấy Đức Phật không hề có một cái sự gò bó nào hết, mà Đức Phật rất linh động trong mọi trường hợp để hướng dẫn chúng ta tu. Thế mà bây giờ chúng ta hơn Phật đó. Có nghĩa là Phật không bao giờ nói mà mình tự nói mà. Làm này cũng được, làm kia cũng được, riết cái người ta không dám đi chùa, người ta không dám tu, người ta đụng gì chúng tội hết á. Cái chén thầy ăn không được ăn, nhau tội chết nha. Đừng có nói như vậy, thầy cũng giống mình mà, cái chén là để ăn, mà lỡ người ta lấy cái chén nó ăn, tội lỗi gì. Mình nói vậy có phải là mình đã vô tình, mình đưa cái gì đó nó rất sâu, mà thiệt sự mình đem đạo xuống dưới thấp lè phè, tao hiểu. Cái chén là để ăn cơm, bây giờ mình có quý thầy, mình để chén riêng đó là chuyện của mình, mà thật sự cũng không cần thiết nữa. Không cần thiết nữa. Ngày xưa thầy có một cái bát, một cái bình bát, mỗi thầy đi tu có bình bát. Thời buổi này không còn bình bát nữa thì ăn cái chén.
Bây giờ cái chén thì chén nào cũng là chén, mà mình để cái chén riêng mà lỡ Phật tử nào ta lỡ ta lấy cái chén ta ăn, cái ta đang ăn vậy đó, lật đật trút qua cái tô khác lấy chén lại cái chén của thầy, đó là cái sai dùng vô cùng, đó là sai vô cùng. Mà mình làm như vậy đó, mình làm cho Phật người ta rất là khó chịu, mà mình quý thầy mà mình quên Phật tử, mà thầy với Phật tử cũng là một con người. Mà nếu như người ta lỡ như vậy, mình để cho người ta nhẹ nhàng, không có sao hết. Đừng có làm cho người ta khó chịu. Một Phật tử người ta về chùa, mình mở chùa cũng muốn người ta tới, mà nấu ăn cũng muốn ta ăn, tổ chức lễ là muốn ta tới, mà rồi mình làm nó trật tùm lum hết trơn, ai dám tới với mình nữa. Rồi bây giờ mình cứ vậy, rồi mấy đứa nhỏ làm sao nó tới với mình. Rồi mình ngồi thì nó trời ơi, che già mà măng không mọc. Nó mọc sao nổi dưới cây măng của mình. Nó mới rú lú mình đập cái bóp. Đừng có như vậy. Học thật là nhẹ nhàng. Tu phải thật là nhẹ nhàng. Thầy ngồi, ngủ. Là thầy còn ghế của thầy ngồi sao? Không sao hết. Thưa thầy chúng. Con thấy có chỗ vừa ngồi cái bị sư la vào cái này xuống cái điện thoại luôn. Thế này chúng ở trong chùa đó, cái này cũng là một cái lễ thôi. Ví dụ trong chùa có một cái ghế ngay giữa cái bàn chai đường dài, thì người ta quy định à cái chỗ này là chỗ của thầy trụ trì hay là chỗ của hòa thượng viện chủ, người ta nói như vậy. Nhưng mà lỡ một Phật tử nào đến, người ta không biết người ta ngồi, mà mình muốn mời người ta, nói dạ chắc em mời chị qua bên này ngồi cho chút xíu, nó thầy xuống thầy ngồi đây thầy tiếp mình nhẹ nhàng thôi. Chị đứng dậy chị ngồi tội chết. Chi thêm câu đó. Mà trong luật cũng đâu có câu nào nói là Phật tử ngồi ghế thầy tội đâu. Cái này mình đặt mà. Mà riết rồi mình biến cái đạo Phật thành ra một cái đạo mà đụng đâu tội đó, đụng đâu tội đó. Rồi người ta không tu hành gì được hết, người ta thôi thà rằng không biết thì thôi. Biệt chí cùng tội chỉ đi Chúa. Thôi nhưng mà tội quá mê ơi. Mình nhẹ thôi, dạ chị chắc em mời chị ngồi bên này nha, thầy sắp xuống thầy chút xíu thầy ngồi đây thầy ăn cơm với mình. Tức là mình biết là mình ngồi đây lát thầy ngồi đấy, rất nhẹ nhàng, không có gì. Thí dụ bây giờ trong một cái chỗ đó không có chỗ, mình thường quy định là mình không được ngồi ngang với thầy. Bây giờ nãy giờ quý vị ngồi ngang với em nó xong hay nói gì. đâu có gì đâu. Đó là mình để đặt ra để giữ cái sự cung kính. Nhưng ở những trường hợp nó không quan trọng để mình phải làm cái nghi thức đó, chẳng hạn như ngồi ăn bữa cơm thân mật, có chỗ thì cứ ngồi, ngồi ăn cơm thân mật. Nếu trong một cái nghi thức quá đường trang nghiêm thì ngồi có thứ lớp, chư tăng ngồi theo hạ lạp, lễ đó dành riêng cho chư tăng, thì cái trường hợp nó khác. Còn trong bữa cơm thân mật thì nó khác. Ở truyền thống Nam Tông đó, là người ta sắm một số những cái ra màu trắng để sẵn ở trong nhà. Khi chư tăng đến để tỏ lòng tôn trọng và để quy định à cái ghế đó lát chư tăng ngồi, thì người ta lấy tấm ra trắng người ta phủ lên cái ghế đó, thì tất cả Phật tử đều biết cái ghế đó là của chư tăng, mình không có ngồi vô đó, lát để dành chư tăng ngồi. Vậy thôi. Chứ còn người ta không có, mà không có giới luật nào nói là mình ăn cái chén đó của thầy mình tội, rồi mình ngồi cái ghế đó của thầy mình tội. Không có. Tự mình do cái lòng cung kính của mình nói ra. Nhưng mình kính quá mà mình không biết cách để mình uyển chuyển, thì đâm ra Phật tử người ta không thích thầy mà cũng do mình. Thầy đâu có biểu gì đâu. Cho nên ví dụ quý Phật tử để dành thức ăn cho quý thầy, quý sư cô cũng vậy, do lòng kính trọng mình để dành. Nhưng mà nhớ là lỡ Phật tử người ta tới đông không có đủ ăn,
cứ việc lấy hết tất cả những thức ăn của quý thầy ra cho Phật tử ăn. Quý thầy một lát mình lên mình nói thật luôn đó, mình nói thầy hồi nãy đông quá con lấy thức ăn của thầy cho Phật tử dùng rồi, Pháp Hòa bảo đảm không thầy nào sẽ nổi giận lên. Tại sao đồ ăn của tôi mình có đem cho đi, bao giờ thầy nào nói không? Và thầy sẽ rất hoan hỷ, tốt đó, mình ăn cơm nước tương cũng được, thậm chí mình nhịn ăn một lát mình ăn sau cũng được. Mình ăn mấy chục năm rồi, đâu phải có một bữa đó đâu. Mà Phật tử đi về chùa, người ta không phải là người ta cần chén cơm đó, nhưng cái quan niệm Phật tử là đến chùa lễ Phật rồi ăn một miếng cơm lấy lọc. Mình đừng để người ta cơm không có ăn mà mang phiền đi về, hoặc là ngược lại ăn xong miếng cơm tức lên tới đây. Hết giờ chưa? Chưa. Mới có năm mấy phút rồi. Kính thầy giúp cho con biết tại sao có dịp nào thầy mặc y phục màu vàng và khi nào lại mặc màu nâu và tại sao. Và điều thứ hai là nếu phụ nữ có những ngày không được sạch, có được phép lại cúng Phật không thầy? Thưa đại chúng, trong Phật giáo đó, ngày xưa đó, chư tăng chỉ có một màu thôi, đó là màu vàng hoại sắc. Cái màu vàng đó tiếng Phạn gọi là ca sa, bây giờ mình đọc chạy đó là cà sa. Chữ cà sa không phải nghĩa là áo, mà chữ cà sa có nghĩa là màu hoại sắc. Thế nào gọi là hoại sắc? Trung Hoa dịch là bất chánh sắc, nghĩa là cái màu nó lút lút nâu nâu, vàng không vàng mà nó pha tạp vậy đó, tượng trưng cho màu của đất. Chư tăng mặc cái màu đó tượng trưng cho cái hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục là bởi vì đất á, cho dù đổ nước xuống, đổ nước sạch đất cũng nhận, đổ nước dơ đất cũng nhận. Người tu cái tâm mình phải rộng, phải dày như đất, người ta khen cũng được, người ta chê cũng không sao. Cho nên mặc cái màu hoại sắc, mà màu hoại sắc tiếng Phạn là ca sa. Và bây giờ chúng ta đọc là cà sa. Cho nên bây giờ người ta mới định, người ta nói cà mà bốc khói, ăn lạnh lạnh kêu cà ren. Cà ăn bánh mì là cà ri. Cà đeo vô ngón tay là cà rá. Cà mấy ông mặc là cà vạt. Cà để trong bếp là cà ràng. Đi nghiêng nghiêng là cà niễn. Có cái thẻ đi shopping, cà thẻ. Cà nhiều quá cuối tháng cà lâm. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa và Việt Nam thì cái y phục của tu sĩ bắt đầu thay đổi để cho nó phù hợp với cái văn hóa truyền thống của hai đất nước này. Bởi vì Trung Hoa và Việt Nam đó, hễ kính trọng thì phải che kín chứ không nên để ở an. Cho nên những cái y phục này để thuận lợi cho việc đi lại, các ngài đã chế biến từ cái y quấn trong người trở thành những chiếc áo như thế này, vì nó ảnh hưởng cái văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam. Bây giờ bắt đầu mình có thêm màu nâu và màu lam. Cái màu nâu như cái áo của bà mặc đây là để thứ nhất là đi ra đường, thứ hai là mình tiếp khách, những cái sinh hoạt không có quá có tính cách trang nghiêm thì mình mặc cái áo này, nhưng nó đủ trang nghiêm và lịch sự mà không quá rườm rà.
Cho nên mặc cái áo tràng nâu này, cái y mà ngày xưa năm điều để mặc làm việc, bây giờ đã được thay thế bằng một bộ đồ, một bộ đồ ngắn có năm cái vạt, mà quý vị thường gọi là áo vạt hò, hay là cái áo nhật bình gài nút ở giữa. Bởi vì cái chữ tạp tối y hay là tạp tác y đó, là y để mặc làm việc thường ngày. Mà tuy mặc thường ngày nhưng mà đối với mình nó vẫn còn lượng thượng bằng cách là mình quấn cái y đó. Cho nên các ngài đã chế giản tiện cái bộ y đó ra một bộ y phục thường ngày, mặc nấu ăn, làm việc trong chùa. Như khi có khách hay là đi ra đường hay một cái buổi lễ nào không cần phải quá là trang nghiêm, nhưng mà cũng không có xề xòa, cái áo tràng nâu này đã đủ. Trừ khi nào lên một cái lễ tụng kinh quan trọng thì mình mới đắp cái bộ y vàng. Quý vị hiểu ý như vậy. Ngày nay khi quý thầy đi pháp thoại để có cái có tính cách nhẹ nhàng, quý thầy cũng thường mặc cái áo nâu này để sinh hoạt với Phật tử trong những buổi Phật pháp như thế này, để có tính cách nhẹ nhàng, không quá là trang nghiêm, gọi là một cách nghiêm túc theo lễ nghi, mà cũng không có phải là chúng ta gọi là ồn ào, mà chúng ta giữ được cái đạo tình trong sinh hoạt. Nó chỉ có vậy thôi. Thì cái màu lam là cũng là màu đất, nhưng mà đất này đất non. Màu nâu cũng là đất và đất già. Ý muốn nói rằng mình tu là mình chuyển từ cái sự nhẫn nhục căn bản cho đến những cái nhẫn nhục sâu sắc. Hay nói một cách khác, màu lam là màu hương khói nhẹ nhàng, mình tập tâm mình nhẹ nhàng với hương khói. Màu nâu hay màu vàng là tượng trưng cho nhẫn nhục, nhu hòa, và mình phải tập cái tâm mình như đất, có thể dung chứa tất cả mà không hề khó chịu. Kính xin cho con hỏi phương cách để cắt sáu căn. À xin lỗi, câu thứ hai của câu hỏi này là: nếu người nữ có những ngày không được sạch, có được cúng Phật không? Thì thưa đại chúng, đây là một cái phần bình thường của một người nữ, không có gì trở ngại. Ăn thua là sự giữ sạch và tâm mình. Còn cái chuyện đó là chuyện bình thường của người nữ, quý vị đừng có trở ngại cái chuyện đó, để rồi mình khó chịu và mình bỏ đi cái thời khóa hành trì của mình. Tự mình phải biết mình phải làm gì để mà sạch nhất trong mình có thể. Quý vị hiểu ý mà ha. Rồi, xin cho con hỏi phương cách để cắt sáu căn. Quý Phật tử mà mới bắt đầu nghe pháp đó, thì sáu căn là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà nói chữ cắt này thì nghe ớn quá. Thế là chúng, ý cái câu này muốn nói là làm sao để chúng con có thể ngăn giữ được sáu căn của mình. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, dục thú nhất thừa, bất ố lục trần. Nếu mình muốn đi đến chỗ cao thượng Bồ Đề thành Phật, đừng có ghét sáu căn sáu cảnh, bởi vì chính nó cũng thành tựu cho mình được con đường đạo quả tốt đẹp. Tại mình không biết cách dụng nó thôi, chứ đâu cần cắt nó làm chi. Bằng chứng là quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa nói không, người nào tụng kinh Pháp Hoa sẽ được bao nhiêu trăm công đức của mũi, bao nhiêu trăm công đức của tai, bao nhiêu trăm công đức của miệng. Thì thế tại sao chúng ta phải cắt nó? Mà chữ cắt ở đây hay là chữ bỏ ở đây muốn nói là sao? Chúng ta đối cảnh mà chúng ta đừng bận lòng. Bao bằng ví dụ vậy nè, đây là cái hoa rất là đẹp, đây là cảnh, đây là sắc. Con mắt Pháp Hòa là căn, nhãn căn, nhìn sắc cảnh đẹp, biết đẹp, đẹp thôi. Lỡ chưa hết buổi lễ nữa, một em Phật tử đi ngang nó kéo cái dĩa xuống bể, bông gãy hết. Mình ngồi mình bực bội cả buổi. Đây là mình dính rồi.
nếu mình thấy nó đẹp, mình biết đẹp, nó chỉ mới là cảnh thôi. Còn nếu mình thấy nó đẹp mà mình dính mắt với nó thì nó bây giờ bắt đầu thành trần. Hai chữ đó phải rõ. Không thể cái nào cũng là cả trần được hết. Mình vẫn nghe nhưng mà không dính thì cái tiếng đó là thanh cảnh. Còn nhưng nếu mình dính nó là gì? Thanh trần. Mình vẫn ngửi bình thường là gì? Hương cảnh. Còn nếu như mình dính nó là hương trần. Cho nên tại sao khi mình đi ngang, mình đi trong đời mấy chục năm nay, gặp bao nhiêu cô, bao nhiêu anh chàng, mình không có gì hết, thì mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp, nhưng mà không có người nào để mình dính mắt hết. Thì những người đó chỉ là gì? Cảnh. Tự nhiên một ngày nọ mình gặp cái người đó, cái mình thương, mình để ý, mình tìm số phone, mình hỏi tên, thì người đó bây giờ là cái gì? Trần. Rồi bắt đầu mình định nghĩa, làm sao định nghĩa được tình yêu. Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Tại người đó bây giờ thành gì? Trần rồi. Cho nên á, có một người đệ tử hỏi một người thầy: thưa thầy, làm sao để con chỉnh, con tu và con kiểm được cái tâm con? Thì ông thầy mới nói, ví dụ ở trong nhà có một con khỉ, ở bên ngoài có 6 cái cửa sổ, có 6 con khỉ, rồi nó đứng đó, nó kêu chéo chéo, rồi con khỉ trong này đáp, con nào kêu con này đáp. Thì người đệ tử nói, dạ nếu con khỉ của con nó ngủ rồi làm sao? Ông thầy từ ở trên cái ghế ngồi thiền đang giảng dạy chạy xuống đất, nắm cái tay người đệ tử, chéo chéo, tôi với ông gặp nhau rồi. Cái con khỉ ở trong nhà là tâm của mình, 6 con khỉ bên ngoài là 6 trần, 6 cảnh. Nếu như ở ngoài nó réo mà tâm mình vẫn bình an thì giống như con khỉ nó ngủ, phải không? Mà con khỉ nó ngủ mà nó kêu thì mình không có đáp gì hết, thì có phải mình tu chưa? Cho nên á, mình ở đây là một sự tu tập chứ không phải là một lý thuyết. Mình tập làm sao có ăn thì mình cứ ăn, bữa nay ngon nè, ngày mai dở chút nhưng mà nó vẫn là ngon nè. Đem cái ngon ngày hôm qua đã qua rồi so với cái bữa nay, để rồi phiền muộn với cái bữa nay, đó là mình để cho con khỉ này nó hoành hành. Tại sao mình không, bữa nay là mình ăn bữa nay, cứ lấy cái ngày hôm qua để so sánh chi? Hôm qua ngon hơn, mà hôm qua là cái đã rồi, mà tại sao không ăn cái bữa nay? Có phải mình sống thường như vậy không? Mình thường như vậy cho nên tâm mình không an. Cho nên 6 căn cứ nhìn, cứ nghe, cứ thấy mà không dính, bình thường. Còn mình thấy đâu dính đó, dính cái khổ kia. Cho nên mình thấy lỗi người nhiều mà mình không thấy lỗi mình. Mà Lục Tổ nói, một khi thấy lỗi của mình thì lỗi, một khi mình thấy lỗi của người thì lỗi của mình ngay dưới chân. Lục Tổ nói vậy, mình thấy lỗi của người là lỗi của mình ngay dưới chân mình rồi.